Mấy nha, tới sáng như vậy nghĩ ra nó Rồi. bật cái này, bật cái này, nó đang ở nút off đây đúng không? Đây rồi, off. Ok. Nó đánh là mở off đúng không? Quay lên trên giày, rồi on. Mở Khi cái nắp lúc này mà đánh ra. á, mở cái nắp ra hả? Ừ đúng rồi. Rồi. Bật pin đi trước này, chứ bật pin pin ở chỗ này. Bật cái nút này là được. Này, nó quạt nó Ok. chạy, nghĩa là pin nó lên là máy ảnh nó sẽ lên nè. Cái dây này á, đây nè, là cái dây nối máy máy tính với máy ảnh để nó lấy được hình ảnh từ máy ảnh á. Đút nó vô chỗ này, nó có một cái khớp chỗ này dưới này nè. Cái Thấy khớp chơi chỗ này. Ừ, đó, đút vô là khớp. Còn cái đó. dây này là cái dây âm thanh của mic. Anh lấy cái mic kia giúp em. Dây đầu tròn phải không? Đúng rồi, đây là mic. Cái bộ mic là nó sẽ có 3 mic. Hai cái mic này á, ba ô này á, là dùng để đeo trong người. Còn cái mic mà sạc như vậy á, rút ra này nha. Mà nó chỉ có bao nhiêu vậy á, là cái mic để gắn máy ảnh để nó thu máy ảnh nè. Thì một đầu á, là để ý nha, cái này là máy ảnh. Cái này tai nghe, cái này máy ảnh, thì mình đút vô đúng cái của nó. À, Đút vô máy ok. ảnh. Xong rồi qua đây mình gắn vô bên này. Mình gắn vô bên này, nó có một cái này. Đó là gì vậy? Để Cái xem trục, nha. cái trục để gắn. À, ok, Gắn hiểu vô chỗ này. hiểu. Nhấn vô khi Bật lên nè, bật lên là bật chỗ này. ok, nhấn vô. Anh phải giữ cho thì Nó sáng nó đèn phải xanh, không? đúng rồi, nó xanh. Còn cái đầu này là gắn vô trong một là xong. Cái này là để chỉnh độ nét của hình ảnh. Còn cái này là để chỉnh độ zoom của nó nè. Cái vòng phía trong. Vòng phía trong à, cái này là độ nét của đây là nét nè, nè, cái rồi mỏng phía mỏng là trong nét rồi cái nè, này là cái dày là nét. Ừ, zoom. cái này là nét. Ừ, còn cái trong này là à, zoom. Bật lên nha, nó có cái nút nguồn đây. ok, bật ở giữa không? Không, bật cái nút nguồn nè. Bật cái nút nguồn dữ À, không? cái Dữ nút ấy. nguồn, hiểu hiểu. Dữ đúng không? Dữ nó Sao? sáng. Cái này là mới bật mic thôi, mình phải giữ nó qua một cái nữa để qua chế độ lọc ồn bên này. Bấm luôn nút nguồn luôn là nó sẽ tự nhảy qua nè. Rồi tắt Bấm nè. sao? Nhảy. À, nhảy. Nhảy qua À, mình nguồn. cứ nhấn Là cái là nhấn nhảy tắt thôi. là giữ đó nè. Đó đã tắt. Bây giờ mặt bật lên cứ giữ. giữ lâu lâu là mở với tắt đúng Đúng không? rồi. Đó. Rồi. Rồi nó đang ở trong mồm sẵn rồi nè. Còn cái micro là Cái này để thu tiếng trực tiếp, nó không có lọc ồn. Còn cái này là chế độ lọc tiếng ồn của nó. Rồi, Là ok, đeo cho hiểu. người thì mình đeo ở đây. Đeo bất Thì cái này mình mở máy sẵn rồi. rồi. Là có rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình vô cái Elato trước này nha. Ok. Elato đúng rồi. Xong ra hấp. Rồi cứ Chắc cứ là nó chưa lấy ảnh rồi. chưa Thường lấy ảnh á, gì. cái Elato này nó ít cái khi lấy ảnh nhanh lắm, nó bị lỗi nhiều á. Anh phải qua OBS xem thử là nó có lấy nguồn chưa. Cái này nó chưa lấy ảnh nha. Vậy giờ ta là lỗi thường ngày gặp nè. Đúng rồi. Mình Thường á, bị lỗi này thì mình sẽ restart nó một lần nha, để cho lấy hình lại ảnh. Nó để restart. Tự sức. Mở lâu quá, có khi nó không có nhận ảnh á. Ok. Ê, cái Đã vừa đó to đúng không? Vừa. Tốt vậy. đó Đã nhận ảnh. rồi quay dọc sao Không, cái này không quan trọng đâu anh. Còn à cái OBS Studio. chưa để cho nó lên hình thôi vậy Đúng rồi, chủ yếu cái OBS nhận hình là được. ok hiểu Này là nó nhận hình mình nha. ok Bắt đầu mình sẽ qua cái mình qua TikTok này. đâu Cái TikTok rồi đó. Rồi mình sẽ chọn Yes. Có TikTok không anh? Có là chung mà. Cái âm thanh của TikTok là nó sẽ thu trực tiếp từ bộ mic. Còn cái âm thanh của các nền tảng khác như là Facebook với Shopee á, là nó sẽ thu qua cái OBS. Nên nếu mà âm thanh của Shopee bị lỗi thì sẽ check bên cái, sẽ kiểm tra bên cái OBS nha. Nó có cái một thuốc thu âm thanh đầu vào bên này nè. Nó có một âm thanh đầu vào bên này. Với cái một ở này, cái nhớ là cái thu âm thanh đầu vào mình chỉ mở một trong hai cái thôi, cái dưới này luôn phải tắt nè. Nếu không thì nó sẽ bị bọng, nên cái này luôn luôn phải tắt. Với lại một cái bên này nữa, cái thiết bị âm thanh của cái máy là nó phải luôn ở chế độ như vậy nha. Nếu mà chế độ khác mình phải bắt buộc phải chọn những chế độ như vậy thì nó mới Ok. Tám từ đúng không? Không, Tám cái từ. Như chế độ nên chế độ đúng không? Phải bắt buộc cái chế độ này. Ok. Đó, nó là về âm thanh. Rồi đến cái phần Rồi nha, mấy khúc mà mở mở táp để chuột từ từ đây. đến quay nha. Rồi, Rồi. nhấn Cái vô. bên này, cái phần tất cả dấu trang nè. Cái bên shop bên Google Chrome đó là của mẹ bí đỏ này nha. Ok. Đây. Mình sẽ khởi làm động lại. khởi động lại nha. Restart. Đây.
mình sẽ đề tiêu đề như là xăng sale gì đó nha, xăng sale 4 tháng 5 à lộc 4 tháng 6 xăng sale, nói chung là tiêu đề tùy mình đặt. Ok, hiểu. Em tiếc nữa mọi người thì mọi người thử, thì còn em là em chỉ thử nghiệm nha, còn nếu mọi người tiếc nữa lên với anh Khoan nhưng mà nó khác nhau không hả? Cái chính thức là người ta xem được mình, còn thử nghiệm này chỉ có mình xem thôi. Mỹ lên nó cái thao tác kìa, không thao tác nó không khác. À, thêm sản phẩm vào này nha, thế là ok, cái này mới quan trọng là thêm sản phẩm vào. Sẽ chọn tất, chọn tất cả. Ok, chọn tất cả, cứ chọn tất cả, biết bao giờ nó hết là được. Ủa đâu chứ không phải mình chọn tất cả rồi nó tự ly à? Không, có một số cái xuống cái nó hết tất cả. À, biết bao giờ cái chỗ này nó trắng thì mình phải tích lại. À ok, đó. Hiểu. Chứ nó không có thêm hết một lần. Bắt đầu mấy tấm tiếp tiếp theo này nha. À, thì nó sẽ là cái URL với cái URL mình sẽ copy ở đây. Ok, xong mình qua cái OBS URL qua OBS vô phần thiết đặt, thiết đặt qua này phần luồng, luồng mình sẽ cái URL là sẽ là cái phần máy chủ nè, mình sẽ mình dán ở đây. À ok, à thì là copy, cũng copy luôn nha, nó sẽ dán vào cái phần khóa luồng. URL là à, máy là chủ password đúng không? URL là máy chủ, còn bấm đồng ý, đồng ý mình bấm bắt đầu phát luồng, đúng rồi, mà bắt đầu nha. Okay. Còn có một cái phần bên này nữa qua này, anh phần Facebook. Tiếp nữa shopee mình chỉ cần bắt đầu là được. Phần video trực tiếp. À, cái này là Facebook. Facebook người trong nó có 300 người trong đó đúng không? Không, người trong đó có một thanh dấu trang này. À, đấy. Facebook trực tiếp. Facebook đây. Bên này em đã xếp sẵn là xem dụng cụ các kiểu rồi. Thì mọi người sẽ xuống cái phần cài đặt nâng cao nè. Mọi người để lấy cái máy chủ rồi đây, bấm chữ sao chép. Ok, sao chép nè. Qua bên này, dạ, phía bên, qua bên này. Bấm đây nè. À. Đó, mình bấm chỉnh sửa. Sửa. Mình dán chỗ máy chủ này. Qua đây. Khóa luồng đây. Khóa luồng rồi. Sao chép. Khóa luồng. Về đây dán khóa này. Khóa RTMB. Ok. Đó. Bấm bắt đầu. À, bấm bắt đầu mới phải. Đúng rồi, bấm bắt đầu. Còn thanh bên này là gì vậy? Cái thanh không, không quan trọng nha. À, đây. Bên dừng rồi, đang chạy rồi kìa. Chạy rồi mà sau này nó chưa cấp phát rồi. Chưa chơi, chưa chứng chứng bài viết. Mua, phải chứng chứng bài viết. Đây nè, đây nè. Đây nè, có chứng chứng bài viết. Mua hàng inbox. Inbox, rồi sao rồi. Đây là phát trực tiếp, nó nhảy màu xanh là ok. Cũng như cái này là phát giả dụ thôi. Còn cái Facebook là chỉ cần phát vậy là được. Nhưng mà nó chưa tích mà. Nó không, nó xanh là được ra, nó xanh là cho mình phát. Cái xanh dưới này hả? Đúng rồi. À, là mình nhấn vô cái là mình phát thôi. Đúng rồi. Giờ tới phần TikTok. À ok. Nó sẽ kéo ra nhiều thanh nha. Bên Shopee nó sẽ nằm bên này. Để cho mọi người đọc bình luận bên này. Bên Facebook thì cứ hạ nó xuống là được, Facebook cho nó nằm tắt đi. Còn cái này là TikTok này nha. Đây, nó nằm ở một TikTok streamer desktop đây. Ok, streamer. Đúng rồi, anh có thanh hết. Thêm sản phẩm ở đây giúp em. Thêm sản phẩm. Cộng. Đây, anh thấy chưa? Ờ, có dấu cộng nè. Có dấu cộng nè. Ok. Thấy chưa? Có dấu cộng chưa? Thấy rồi. Nó có một bộ sản phẩm trực tiếp, em đã thêm sẵn. Mình chỉ cần thêm vào sản phẩm. Một cái không không? Chỉ cần thêm vào, em thêm tất cả sản phẩm vào đó rồi. Nó sẽ diện bao nhiêu cái á. Rồi. Nó thêm 94 cái. Thì ví dụ còn thiếu bao nhiêu cái mà khi like á là mọi người sẽ bấm vào dấu cộng này, nó sẽ thêm được một số cái khác vào. Hiện tại là đang có 94 sản phẩm, TikTok là bị giới hạn với được 100 sản phẩm thôi. Thì thêm vào giới hạn này để đây, qua bên này giúp em. Rồi. Qua cái phần UBS, bấm vào bắt đầu máy ghi ảo, máy quỳ ảo. Rồi, bấm đi. Rồi bấm rồi đó, bên TikTok nó sẽ hình. TikTok không có tiền. Tức nó sẽ lấy hình rồi bấm phát like là nó sẽ ok. Phát thử hả? Ừ, phát luôn đi. Xem coi có bị trục chặt gì không? Đây, phát like. Rồi bên này nó, đây bên. Cái này cũng sẽ đảm ảnh sau. Còn cơ bản thì bây giờ mình chỉ donate về tôi là chỉ chọn. Là cái này comment cái gì từ đề của cái like hả? Không, không. Anh chỉ cần chủ đề anh chọn mua sắm là nó cho anh phát rồi. À, ok, rồi, hiểu. Phát like. Rồi. Rồi bên này nó sẽ nhảy nè. À, mình sẽ kéo cái này qua bên này giúp em. À. Đó. Kéo này thì bên này nó cũng sẽ đọc được bình luận nè. Đây.
Ủa bình luận người ta bình luận đây đúng không? Đây, có đây nữa, cho bình luận cả hai. Nè, ví dụ trong fan live TikTok đúng không? Ờ. Mình sẽ tìm sản phẩm ở đây. Đây, mình sẽ rõ tên sản phẩm ở đây. À, là để mình tìm coi nó còn hàng hay không á hả? Không, anh thêm vào được. Hiện ví dụ tại là anh muốn lên đúng rồi ảo đó, anh muốn thêm. À. Không phải, cái đó là một đơn... số. Ví dụ khách muốn ghim cái nào đúng không? À, ờ, khách muốn ghim mình sao? Mình sẽ tìm ở đây. Rồi. Ví dụ mùa nồi chảo, không, tìm máy xay đúng không? Ờ, máy xay đi. Máy xay. Đây, nó ra máy xay, mình sẽ bấm lúc này là mình ghim. À, ghi rồi này. Rồi. Mình máy xay. Có lúc ghim thì được. Nhưng mà nếu mà đúng thì mình nên bỏ ghim với ghim lại thường xuyên. Tại vì TikTok nó sẽ có một cái mục là nó hiển thị cái thanh á. Là cỡ mấy phút là nó sẽ mất hiển thị cái thanh. Ví dụ, mình đang test thử cho xem nha. Trời, nó tôi thấy lại luôn. Đây nè, nó có thanh hiển ở đây nè. Trời, bao người xem luôn kìa. Trời, thì nếu mà mình bỏ ghim á. Đây, bây giờ mình bỏ ghim đúng không? Đâu, cái nút ghim ở đâu? Đây, thì ví dụ cái nút ghim trên máy tính á. Bây giờ em ghim lại nha. Em ghim lại là nó sẽ hiện ở đây. Đâu? Nó sẽ hiện ra bên này. À rồi, ok. Nhưng mà nó bị một... Ủa, chờ 10 người xem mà không bắt được. Vô coi đi, vô ai like luôn, bắt đi mui. Mở đi. Ngồi bán hàng lên. Mặc đen không nghe. Ngồi nói chuyện lên. Chờ khán giả đi. Là tự nhiên giờ này nó cao vậy. Nói chung là đại loại này như vậy. Xong cái là mình, nhưng mình bỏ nhiên bỏ nhiên. Bắt ra nơi cái này mình đừng có nhiên trong phẩm đâu. Nó trót nhiên cho người ta phải xem. Anh giỡn. Đây mình sẽ, một thời gian nó sẽ mất đúng không? Ờ. Mình sẽ thêm cái này vào. 12 người coi luôn. Mày thương biết chưa? Đây là ví dụ mình ghim lại là nó sẽ hiện lại. Nên là mình đang bỏ ghim với ghim thường xuyên để nó hiện cái thanh này ra để cho khách hàng thấy cái deal của mình. Thì đây là như vậy. Đó là tạm thời là Shopee là TikTok là xong đúng không? Đó. Like là không nói nói. Mấy người rồi? 14 người. Thiết lập giá. À. Ví dụ lên deal shop thì lên cái này nè, lên deal shop của... Ờ đúng rồi, nãy nó quên hỏi cái thằng TikTok á, nó lỡ nó hết số lượng của cái hàng đó thì sao? Sao? Kiểu mình chọn sản phẩm á... Nó hết hàng rồi đó, nó hết hàng rồi đó. Mua nữa không? Ừ, nó hết hàng rồi, hết hàng rồi. Ví dụ mình giảm bao nhiêu á? Ý là hàng nó mới hết hôm qua mà giờ nay mới có mình thêm số lượng vô được. Nó cập nhật kho mà. Ờ, nó cập kho mà. Cập nhật kho nó nhẹ lên nè. À, ok. Cái này, ví dụ mình chỉnh giá, mình sẽ chỉnh lên một ngày. Ví dụ chị muốn lên deal shop là 51 ngàn. Vậy đó. Ờ. Lên cái này. Là mình sẽ đặt giới hạn, ví dụ bao nhiêu deal, 5 deal đúng không? À, chế hạn 5 deal. Đó, à. Giới hạn mua hàng nghĩa là giới hạn của khách nè. Một khách chỉ mua được một sản phẩm thôi là sẽ một nè. À, đó. Ok. Rồi mình bấm, ok, đừng có chọn đếm ngược nha, đếm ngược là nó sẽ đếm thời gian nó xuất hiện cái deal đó. Rồi. À. Như là hẹn em cứ mua. Thì cái đó khó kiểm soát hơn cho mình đúng không? 99 nghìn trong vòng một phút. Đúng rồi. Khó kiểm soát. Đếm ngược sẽ xuất hiện cái deal đó. Ví dụ bấm đó thì một phút sau cái deal đó mới xuất hiện nên đừng, đúng là đừng chọn. Cái này ví dụ cái nào mình không lên deal thì mình tắt ra đây nha. À, ok. Không lên deal rồi đấy. Ừ. Bấm xác nhận là nó sẽ lên cái deal đó cho mình. Nó bấm xác nhận. Là nó sẽ lên đó, là giá chỉ có trên line. Okay. Giá chỉ có trên line là nó sẽ hiện ở đó. Cái TikTok hay là cái đó là Shopee? Shopee TikTok là chỉnh trên TikTok seller thôi. Ở trên Shopee. Okay. Đó. Cái tung xu á, tung xu nó nằm ở đâu á. Em cũng biết cái mãi này nhận xu á, cái phần này em chưa rành. Nè, nhận xu nè, thiết lập đi. Em chưa thiết lập mà. Cái đó là từ em chưa có thiết lập, nên em không biết. Ngân sách này mình đang có bao nhiêu. Ấy là mình 141 luôn kìa. Một xu là nhiêu? Không biết. Mình phải đề xuất với chị là bao nhiêu? Không, cái này là có sẵn rồi, tung một lần 100 mấy ngàn á. Nói chung mới này em chưa tung lần nào nên em không biết. Mà tung xu đó được gì? Thì khách hàng nhận xu. Nhận xu. Xem à. Xăng kia được giảm giá thì... À, hiểu. Cái này là sẽ bình luận ở đây. Ok. Thường là anh Hồng nó sẽ bình luận cái gì để nó ghim á. Ví dụ mình bình luận cái này đúng không? Ví dụ như là shop là mua rồi nó chậm sale, như sang sale đặng hôm nay gì đó. Là nó sẽ bình luận cái này cho nó bắt ghim. Nên là nó bình luận gửi. Gửi đó, chỉ gửi đó. Đó, là nó sẽ ghim. MC là mình đó. À, ok. À, nó bắt ghim ở đây. Ok. Khi mà kết thúc là mình sẽ bấm kết thúc ở đây. Rồi. Là kết thúc. Sao ẩm ấy. Người qua cái OBS cho mình nha. Rồi, qua OBS. Đây, mình
mình bấm dừng cái nha, cái Facebook dừng nha. Ờ. PS dừng. Nhưng Facebook dừng. Ủa mà cái này không thấy có TikTok hả? Không anh. TikTok thôi. Dừng.